Chào mừng các anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán. Đây là một kênh YouTube nhằm hỗ trợ kiến thức cho anh chị trong quá trình đầu tư, cập nhật tin tức, đưa ra những phân tích nhận định về thị trường cũng như là cổ phiếu nhằm giúp anh chị đầu tư tốt hơn. Thì trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy thị trường nó cũng có những cái sự tăng điểm rất là tích cực. Thì chỉ số VN chúng ta đã có một cái tuần là đóng cửa ở cái mức cao nhất tuần nha, tức là đóng cửa ở cái mốc 924 điểm này. Và trong cái tuần vừa qua thì thị trường chúng ta tăng được 1,5% nha, với cái thanh khoản rất là lớn. Đấy, tuy nhiên thì trong tuần vừa qua thì có thể chúng ta thấy là nhiều anh chị nhà đầu tư sẽ có cảm giác là tài khoản của chúng ta hầu như là cũng không tăng được nha, không tăng được trong cái tuần vừa qua vì thị trường nó có những cái sự phân hóa nhất định. Ví dụ như trong cái phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là điểm số của thị trường tăng 5 điểm, nhưng mà với những cái cổ phiếu đã đóng góp rất là lớn như là Masan tăng gần trần thì chúng ta thấy là đã đóng góp vào chỉ số VN là tăng 1,4 điểm này. Đấy, khoảng 1,4 điểm. Đấy, và những cái cổ phiếu khác như là VIX, Sabeco, nha, SAB, CTG và GVR thì những cổ phiếu này nó đã đóng góp đâu đó là khoảng đến gần 5 điểm rồi nha, gần 5 điểm của thị trường này, HPG nữa, những cổ phiếu này. Đấy, và chúng ta thấy là chỉ những cái bộ những tầm khoảng 5 cổ phiếu này thì nó đã đóng góp vào cái mức tăng của thị trường nha. Tức là nó đã gánh cho cái chỉ số, cái điểm số của thị trường rất là nhiều. Nên là hầu như trong cái tuần vừa qua đấy thì chúng ta thấy là cái tài khoản của chúng ta hầu như là nó cũng không có được tăng bao nhiêu cả, vì cái điểm số kéo lên bởi một vài những cái cổ phiếu nha các anh chị. Ví dụ trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như Masan này đấy tăng đấy, 5 phiên liên tục trong cái tuần vừa qua nha, và nó đóng góp rất là lớn vào cái đà tăng của thị trường chung nha các anh chị. Cổ phiếu Masan này đấy, tăng liên tục 5 phiên. Và một số cổ phiếu khác chúng ta thấy như HPG thì đấy, vẫn giữ cái xu hướng nha, vẫn giữ xu hướng, tức là đấy, có một vài phiên là điều chỉnh thôi, nhưng mà kết tuần vẫn đóng cửa ở cái vùng cao nhất nha. Đấy, vùng cao nhất. Hoặc là CTG, những cổ phiếu này nha, CTG thì còn đóng cửa cũng ở cái mức gần cao nhất tuần. Đấy, thì những cái cổ phiếu này nó đã tác động rất là lớn vào cái thị trường chung. SAB cũng vậy nha các anh chị. SAB cũng có một cái tuần tăng điểm, chúng ta thấy là tăng đến 4,6% nha, riêng cổ phiếu SAB này. Đấy, thì nó đều có những cái đóng góp để điểm số vào thị trường chung nha các anh chị. SAB. Và trong cái phiên cuối tuần vừa qua thì chúng ta thấy là cái thanh khoản thị trường nó cũng không có sôi động được như những cái phiên trước đó nha. Tức là những cái phiên trước đó chúng ta thấy là những cái thanh khoản nó tăng, nhưng mà cái điểm số nó không có tăng nhiều, đúng không? Thanh khoản rất là lớn luôn, nhưng mà phiên cuối tuần ấy, về điểm số thì nó vẫn gọi là tăng trong một cái tuần vừa qua đấy, thì là cái phiên mà tăng điểm đấy, cao nhất tuần, nhưng mà cái thanh khoản nó lại đi xuống nha, đi xuống. Như vậy là nó vẫn đang tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định nha, tức là đang có những cái hoạt động kéo trụ về điểm số thôi để tạo cảm giác là thị trường nó tăng tốt, nhưng mà về cái tài khoản của chúng ta thì nó sẽ không có, tài khoản nhà đầu tư đấy nó sẽ không có tăng nhiều, và không có nhiều cái nhóm ngành cổ phiếu thật sự là nó bứt phá trong cái tuần vừa qua. Và trong cái tuần vừa qua thì chúng ta thấy là cũng rất là nhiều cái điểm mua đấy, T3 về, những cái điểm mua rất bùng nổ, nhưng mà sau đó T+3 về thì hầu như cũng không có cái lợi nhuận nha. Nên là nó đang rất là khó, giai đoạn này rất là khó đánh nha các anh chị. Đấy, cổ phiếu như chúng ta thấy tuần vừa qua như KSB này, đấy có những điểm mua break này, lên về đều không có lãi này. Đấy. KSB, những cổ phiếu như là cổ phiếu HT1 này, đấy cũng bùng nổ vượt đỉnh này. Đấy, nhưng mà hàng T3 về lại phải cắt lỗ này, và phiên cuối tuần thì nó có một cái sự hồi phục lại. HT1 này bùng nổ vượt đỉnh này. Nha, hoặc là những cổ phiếu như là chúng ta thấy có C32 đấy. Đấy, rất là nhiều cái cổ phiếu nó break lên và sau đó nó bị rũ về cái nền tảng tích lũy trước đó nha, LDG đấy nha, hoặc là những cái rất là nhiều cổ phiếu anh chị xem chúng ta xem quan sát đấy. Và hầu như chúng ta thấy là trong tuần vừa qua chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là chúng ta mua xong đấy, có thể là lãi trong cái T
T0, T0, T1 lãi rất là tốt. Đấy, nhưng mà hàng T cộng 3 về thì lại là không có lợi nhuận rất là thấp nha các anh chị. Nên là đây là cái giai đoạn là nó cũng không phải là dễ đánh. Đấy, hoặc một cổ phiếu hôm trước bùng nổ là DRC này các chị, bùng nổ này, khối lượng vào rất là lớn luôn, phiên này tăng trần này. Đấy, và tích lũy đi ngang sau đó gãy xuống này. Nha các anh chị. Rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Nên là đây là giai đoạn mà chúng ta cũng cũng cần phải có những cái sự thận trọng nhất định nha các anh chị. Thận trọng nhất định vì nó không có dễ chơi, đúng không? Giai đoạn này cũng không dễ chơi. DPM anh chị. Đấy, break khỏi nền tảng tích lũy nhưng mà sau đó là đấy, lại test về, đấy, test về. Nhưng mà nhìn chung cái những cái sự mà nó khi nó break out và nó bị rũ xuống như vậy thì những cái sức mạnh của nó cũng đã bị suy yếu nhiều nha. Suy yếu nhiều và giai đoạn này chúng ta thấy là đấy, rất là khó đánh trong cái giai đoạn vừa qua. Điều đó cho thấy là chúng ta thấy là đây là những cái nhịp mà có thể là thị trường kéo lên để mà nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư cá mập đổi lái họ chốt lời là chủ yếu, chứ cũng không phải là những thực sự là những cái nhịp mà đánh lên mạnh nữa nha. Thì về khả năng thì trong cái tuần vượt tuần tới thì thị trường nó vẫn có thể là những cái nhịp vẫn còn những cái phiên tăng thôi, vì cuối tuần đấy chúng ta vẫn có những cái tin khá là tốt nha, vẫn cái tin tức khá là tốt. Đó là cái tin về cái tin vui đối với cái nhóm Big Four ngân hàng, tức là những cái ngân hàng cổ phần thương mại cổ phần của nhà nước này, đấy sẽ được tăng vốn nha, tăng vốn điều lệ nha. Đây là sửa đổi cái nghị định 100 cái nghị định 121 này. Đấy, chính phủ vừa ban hành nghị định 121 và sửa đổi cái nghị định là 91 nha, năm 2015. Thì khi có cái nghị định này ra thì những cái ngân hàng thương mại nhà nước đấy sẽ có quyền là chúng ta sẽ được cái quyền là chúng ta tăng vốn bằng cách là chúng ta chia, đấy, chia cổ tức, chia thưởng bằng cổ phiếu nha. Hiện trong bốn ngân hàng này, Agribank và Vietinbank là hai ngân hàng cần thiết tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ K này cho anh chị. Đấy, và đáp ứng cái tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn 3CL2 nha, tiêu chuẩn 3CL2. Vốn điều lệ của Vietinbank đã không tăng kể từ năm 2014 đến nay. Thì đây là những cái tin rất là tốt cho những cái cổ phiếu ngân hàng này. Thì chúng ta sẽ xem nha, cái xu hướng thị trường trong tuần sau nó sẽ như thế nào. Đầu khả năng thì trong cái phiên ngày mai thì thị trường nó sẽ có những cái hưng phấn thôi, vì CTG vẫn đang là cổ phiếu. Đấy, CTG thì Sơn cũng có nhắc đến mọi người rất là nhiều là cái có một cái game về chúng ta là chia thưởng về cổ tức, đúng không chị? Chia cổ tức về cổ phiếu bằng cổ phiếu đâu đó tầm khoảng 30%. Anh chị có thể xem lại những cái video trước này, Sơn có nhắc đến cái trường hợp cổ phiếu này và nó đang có những cái vận động tích lũy rất là khỏe. Đây, tích lũy tốt, nó đã có một cái nền tảng tích lũy ở đây nha, break out đi lên khối lượng lớn nha, và đang vận động ngay cái vùng kháng cự đỉnh cũ. Thì chúng ta sẽ xem cái việc mà khi hỗ trợ bởi tin tức như thế này thì cái cổ phiếu này có thể là break out được cái vùng kháng cự này không, cái vùng tầm khoảng là 28.5 à, có thể break out được không. Thì nếu mà cổ phiếu này break out được thì xu hướng của CTG sẽ tăng rất là mạnh nha, vì đây là một kháng cự rất là mạnh của CTG nha. Đấy, kháng cự rất là mạnh ở đây. Đấy, break out được cái vùng này thì khả năng sẽ là lên cái vùng là chúng ta có thể là kỳ vọng cái vùng là tầm 30 hoặc là trên nữa, trên vùng 30 nữa anh chị. Đây là một cái kháng cự rất là mạnh của CTG, thì chúng ta xem một cái tin tức đấy, ra như vậy. Thì tin tức thì khả năng thì với cái xu hướng CTG đang một cái trend tăng mạnh nha. Còn BID đấy, Vietcombank thì lại một cái xu hướng tích lũy thôi, nên là khả năng nó sẽ không có tác động quá nhiều, nhưng mình có thể là nó sẽ có một cái sự hưng phấn trong cái phiên ngày mai, đầu phiên ngày mai đối với tất cả những cái nhóm cổ phiếu này. Nên khả năng thị trường thì nó sẽ tiếp tục hướng đến cái vùng 930, 940. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta giải ngân mới, chúng ta phải cực kỳ thận trọng trong cái tuần tới nha. Cũng như tuần vừa qua thì Sơn cũng lưu ý mọi người là cái việc giải ngân mới của chúng ta hầu như là chúng ta giải ngân không chuẩn thì cũng không có lợi nhuận. Đấy, và nên là chúng ta ưu tiên và chúng ta chốt lời những cái danh mục có sẵn của chúng ta khi nó đạt những cái mức lợi nhuận tốt. Còn mua mới chúng ta phải cực kỳ thận trọng nha, cực kỳ thận trọng. Đấy, tránh những cái việc mà chúng ta đã bán rồi sau đó chúng ta hưng phấn chúng ta mua lại với cái mức giá cao hơn, nhưng mà đấy, có khi thị trường thì đến cái vùng này nha, tức là cái vùng này thì vẫn chưa có
những cái sự điều chỉnh mạnh, nhưng mà khi đến cái vùng kháng cự mạnh tầm 930 940 điểm này thì bắt đầu sẽ có xuất hiện cái sự điều chỉnh. Nên là chúng ta mua đấy, chúng ta mua vội, mua đuổi khi mà chúng ta hưng phấn, ví dụ cái việc mà thị trường ngày mai có thể đầu phiên tăng điểm mạnh đấy, thì đấy, chúng ta hưng phấn chúng ta mua vào ngày đầu phiên thì nó cũng sẽ không có gọi là hợp lý nha. Và nhất là cái giai đoạn sắp tới là giai đoạn báo cáo tài chính quý 3, nó ra rất là nhiều cái giai đoạn mà trong tuần sau này đấy, rồi sau đó sẽ liên tục có những báo cáo tài chính mà chúng ta vào những cái thời điểm nó không chuẩn, và cái tin tức xấu ra về báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn nha, rất là lớn, và nó đôi khi nó sẽ rất là rủi ro cho chúng ta. Đấy là cái thị trường chúng ta thấy là đang là có những cái việc mà tăng điểm, nhưng mà nó lại không có, nó không có tiềm ẩn những cái sự gọi là sức mạnh thực sự bên trong nha các anh chị, và rất là chúng ta rất là khó đánh. Đấy, cảm giác mà mọi người tuần vừa qua rất là khó kiếm lợi nhuận đúng không ạ? Đấy, chúng ta rất là khó, chúng ta là kiếm lợi nhuận tốt trong cái tuần vừa qua. Đấy, nó chỉ kéo một vài những cái cổ phiếu thôi. Hôm trước thì có những cổ phiếu như là SJC này, đấy anh chị thấy đấy, cũng bùng nổ này, xong T3 về hầu như không có lại. Đấy, thì đang là một cái tình trạng chung của rất là nhiều cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là giai đoạn vừa qua là giai đoạn cổ phiếu mid cap này. Đấy, hoặc là những cái nhóm như mà blue chip, chúng ta có FPT này, đấy nỗ lực vượt đỉnh nhưng mà cũng không thành công này, đang là những cái tín hiệu nha, khá là rủi ro. FPT rất là nhiều lần test cái vùng 51 này mà không có có vượt qua được, và thị trường nó có những cái sự mà luân phiên nó kéo những cái cổ phiếu trụ, đặc biệt thì cái cổ phiếu Masan này nó chiếm cái tỷ trọng, cái việc mà kéo về Masan nó đã ảnh hưởng rất là lớn thị trường trong tuần vừa qua. Thì nếu mà Masan không có giữ được cái đà tăng tiếp nữa, vì đã tăng nhiều rồi sẽ gặp những cái áp lực chốt lời đấy, thì nó sẽ cần những nhóm khác. Thì chúng ta thấy là ngày mai thì đấy sẽ có những nhóm ngân hàng, Vietcombank, BID, CTG nha, kỳ vọng. Nhưng mà chúng ta phải xem cái động lực cái tăng giá đấy có duy trì được đến cuối phiên hay không. Đấy, đến cuối phiên và thị trường vẫn tăng mạnh mẽ thì có thể là chúng ta nha, sẽ xem xét chúng ta giải ngân. Đấy, giải ngân mạnh vào những cái nhóm cổ phiếu khác. Vì giai đoạn này anh chị thấy là cũng chưa có nhiều cái cổ phiếu mà nó thực sự là nó gọi là nó bứt phá trong cái tuần vừa rồi đúng không? Đấy, thị trường nó phân hóa mà. Nên là cái chuyện mà ngày mai mà thị trường tăng mạnh nhưng mà sau đó duy trì cuối phiên thì chúng ta vẫn có nhiều cơ hội chúng ta giải ngân vào rất là nhiều cái cổ phiếu khác đã tích lũy trong cái tuần vừa rồi nha. Nên là cũng không có việc gì mà chúng ta phải là quá là gấp gáp. Đấy, quan trọng là nó phải là khi tin tốt ra như vậy và thị trường nó có thực sự là nó chứng tỏ được sức mạnh và nó duy trì hay không. Và nhìn chung thì với cái vùng mà 930-940 thì vẫn là một cái xu hướng mà chúng ta là có thể là chúng ta phải canh những cái điểm mà chốt lời ngắn hạn hơn là chúng ta mà cứ mua mới và chúng ta full về thị trường thì nó sẽ cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro. Đấy, nên là giai đoạn này thì chúng có thể là chúng ta hạn chế chúng ta dùng margin thôi. Và chúng ta vẫn mua thì trong tuần vừa qua thì Sơn đấy, và khách hàng thì vẫn có giải ngân vào những cái cổ phiếu. Đấy, hôm trước nó có nói với anh chị như là cổ phiếu HHA này. Đấy, thì nó vẫn đang duy trì cái xu hướng tích cực nha. Cổ phiếu này Sơn cái video hôm trước thì Sơn có nói video ngày thứ tư thứ năm gì đấy thì Sơn có nói cổ phiếu này nếu mà cứ điều chỉnh thì anh chị cũng mua cũng được nha, điều chỉnh test lại cái vùng. Đây cổ phiếu là cái tỷ giá nó cũng thấp thôi. Đấy, nhưng mà thanh khoản của nó cũng thoải mái nên mà chúng ta mua. Đấy, chúng ta mua tầm vài trăm nghìn thì cũng không có vấn đề gì cả cổ phiếu này. Đấy, hoặc là phiên cuối tuần thì cũng có tham gia vào cổ phiếu như là BVB nha. BVB thì nó cũng khá có những cái nền tảng tích lũy rất là tốt ở đây nha. Nền tảng tích lũy rất là tốt ở đây. Đấy, chặt chẽ cái giai đoạn này thì sẽ nói là cái giai đoạn mà chúng ta nhà tạo lập họ gom hàng nha. Sau một cái giai đoạn là lên sàn và sau đó cổ phiếu này nó rơi tự do nha, rơi liên tục. Đấy, thì đây là cái giai đoạn tích lũy để mà họ đề gom, có những cái phiên mà break out giả nha các anh chị, để mà gom hàng trong cái giai đoạn này, sau đó là tích lũy thôi. Nhìn chung thì có những cái nền tảng như vậy thì đây là một cái phiên bùng nổ, là một cái điểm mua nha, điểm mua. Và chúng ta xem cái cổ phiếu này có vượt qua được cái vùng 12 không. Nếu vùng 12 thì nó sẽ tiếp tục đi lên rất là mạnh nha. Chúng ta có thể kỳ vọng được cái vùng tầm giá tầm khoảng 14-15. Đấy, tầm khoảng 14-15. Cổ phiếu này chúng ta thấy giai đoạn vừa rồi hầu như là không có tham gia trong cái sóng của dòng ngân hàng luôn đúng không anh chị? Đấy, và sau khi lên sàn thì cổ phiếu này rơi và tích lũy lại thôi. Tích lũy ở vùng quanh giá 10 nha, quanh mệnh giá. Thanh khoản vào rất là lớn phiên
thứ sáu vừa rồi. Đấy, cái dòng tiền lớn đi vào anh chị. Đấy là cũng cũng có mua, đấy cũng có mua. Tuy nhiên thì trong tuần vừa qua thì vẫn ưu tiên về cái việc chốt lãi hơn, và chúng ta sẽ xem xét cái việc mà giải ngân. Đấy, vì hầu như những cái cổ phiếu mà Sơn đã cho khách hàng chốt lãi trong cái tuần vừa qua thì hiện tại cái giá cuối tuần vừa rồi thì nó giá đóng cửa vẫn chưa về được cái vùng giá chúng ta chốt lãi nha. Đấy, nên là vẫn là không có việc gì chúng ta phải vội, đúng không chị? Chúng ta sẽ cứ lựa chọn những cái cơ hội mà nó chắc ăn thôi nha. Thì giai đoạn này nó sẽ Sơn thấy là nó cũng không có dễ đánh nữa đâu, nó không dễ đánh như giai đoạn mà anh chị thấy là thị trường đi từ cái vùng là quá trình sau quá trình phục hồi và tích lũy ở đây này. Đấy, thì giai đoạn này bắt đầu thị trường tăng này thì giai đoạn này rất là dễ nha. Chúng ta thấy là chúng ta đánh rất là nhiều dòng luôn, chip luôn, phiên rồi mid cap luôn, phiên. Đấy, nhưng mà giai đoạn này thì rất là khó, thanh khoản nó rất là lớn, cũng tức là thị trường chưa có những cái sự điều chỉnh mạnh nhưng mà luôn có những cái áp lực chốt lời, thì chúng ta phải cẩn thận, nó sẽ giống cái vùng bên này, đúng không? Chúng ta phải cẩn thận thôi. Thì về xu hướng thì Sơn cũng khẳng định với anh chị luôn là một cái xu hướng uptrend vẫn là xu hướng tăng. Tuy nhiên thì những cái vùng mà nó rủi ro thì có thể là nó sẽ có tiềm ẩn những cái việc điều chỉnh, thì chúng ta cũng không có việc gì mà chúng ta phải cố chấp, chúng ta ôm để qua những cái đoạn điều chỉnh đó. Nếu chúng ta linh hoạt, chúng ta chốt lại và chúng ta chờ những cái nhịp điều chỉnh xong và chúng ta giải ngân lại, thì khi cổ phiếu đó lúc đó sẽ có những cái vùng giá nó hấp dẫn hơn. Nên là trong tuần sau thì nếu mà kể cả việc mà có tham gia mới thì vẫn là ưu tiên. Đấy, ưu tiên chúng ta là có thể là sẽ là vẫn là chốt lời nhiều hơn là mua mới. Chúng ta ưu tiên và chốt lời nhiều hơn. Mua mới thì chúng ta sẽ là hạn chế đi nha. Tất nhiên những cơ hội thì thị trường lúc nào nó vẫn có những cơ hội để mà chúng ta tham gia thôi. Thị trường cho dù nó có xấu như thế nào thì vẫn có những cái cổ phiếu đi ngược. Quan trọng chúng ta vào đúng những cái cổ phiếu thôi. Thì trong tuần tới thì các anh chị cũng có thể là chúng ta chú ý nha, chú ý vào những cổ phiếu sau. Đấy, những cổ phiếu DXG. DXG thì đây Sơn có lọc một cái danh mục này. DXG. Đấy, DXG thì chúng ta thấy có những phiên dòng tiền vào rất là mạnh nha, và đang có một cái sự tích lũy lại đây. Thì trong tuần sau thì chúng ta xem nha, xem xét cái quá trình ở đây. Nếu mà cổ phiếu này nó không bị thủng lại cái vùng 11 này nha, nó luôn duy trì cái mức giá đóng cửa trên vùng 11 này, chúng ta vẫn có thể chúng ta chú ý về cổ phiếu này nha. Đấy, vì khả năng này nó vẫn còn những cái nhịp tăng. Đấy, nhịp tăng lên vùng tầm khoảng 13 chẳng hạn. Cổ phiếu này bất động sản này, DXG thì đấy, cặp đôi DXG LDG đi với nhau. LDG thì một cái mẫu hình gốc tay cầu. Đấy, có phim breakout lên nhưng mà chúng ta chưa thấy là vượt qua được cái kháng cự vùng 7.6, là tức là cái kháng cự của cái cốc tay cầm này, đúng không? Thì đang có những cái sự điều chỉnh lại. Thì cổ phiếu này chúng ta trong tuần sau chúng ta xem có thủng cái vùng giá 7.1 hay không. Nếu vẫn duy trì, vẫn có nhịp phiên liên tục duy trì trên cái vùng 7.1 này, chúng ta sẽ giải ngân, sẽ đánh một cái nhịp tiếp tục là vượt cái qua break cái vùng 7.6 này và đi lên. Và target của chúng ta có thể là đâu đó là cái vùng là tầm giá phải là vượt vùng 7.6 thì khả năng là sẽ vượt luôn cái vùng giá 8 thôi, khả năng là đến vùng giá 9 nha. Giá 9 cái cổ phiếu là DG này. Trong dòng thép nha, dòng thép thì hiện tại thì Sơn đánh giá cao hơn là HPG. Thì Sơn đã nói rất là nhiều thì cổ phiếu này vẫn đang là cổ phiếu mà nắm giữ, chúng ta có thể chốt lời một phần thôi nhưng mà vẫn là ưu tiên nắm giữ. Không, cổ phiếu này Sơn có nói với anh chị là cổ phiếu mà chúng ta ưu tiên chúng ta hold nha. Danh mục của anh chị là luôn phải có cổ phiếu này, vì đây cổ phiếu là nó tăng trưởng mạnh nhất trong cái nhóm VN30. Thì cái bài phân tích về cổ phiếu HPG thì Sơn có làm một cái video này rồi, anh chị cũng có thể xem lại nha. Đấy là đây cổ phiếu mà Sơn khuyến nghị là cứ nắm giữ thôi, nắm giữ và chúng ta có thể là chúng ta chốt lời bớt nhưng mà vẫn nên duy trì một cái tỷ trọng cho HPG trong cái danh mục nha. Vì HPG là cổ phiếu rất là khỏe trong cái giai đoạn vừa rồi và mới vào cái giai đoạn là tăng tốc thôi. Vào giai đoạn tăng tốc nước rút rồi, nên là chúng ta thấy là cứ lừ lừ đi lên nha, rất là khỏe. Thì dòng thép thì ngoài HPG thì chúng ta thấy là hoa sen là tăng mạnh trong cái đoạn vừa rồi, đúng không? Tuy nhiên thì đoạn này thì Sơn đánh giá cao về cổ phiếu NKG hơn, tức là cổ phiếu Nam Kim hơn nha. Thì chúng ta có thể chú ý về cái cổ phiếu NKG này. Đấy, NKG thì đây là những cái vùng mà đang gặp kháng cự vùng tầm khoảng 8.5, 8.6 này. Thì đây là cái vùng mà khi nó break out được thì chúng ta vẫn là phiên vừa rồi cũng có một tín hiệu là break out được, nên là vùng giá này chúng ta vẫn là giải ngân được nha. Kỳ vọng để cho cái mục tiêu là tầm giá 10 đối với cổ phiếu
Cổ phiếu NKG này nha các chị, cổ phiếu thép em kim này có thể là mục tiêu là vùng giá 10. Một cổ phiếu trong dòng bất động sản thì anh chị chú ý về cổ phiếu IGC cũng được nha. IGC đây, IGC mẫu hình cốc tay cầm và đang có một cái nền nhỏ tích lũy ở đây. Thì IGC nếu mà không bị thủng lại cái vùng giá tầm khoảng 13 trong những phiên tới thì chúng ta quan sát là cổ phiếu này khả năng sẽ còn một nhịp kéo lên nữa anh chị. IGC CE cũng ổn nha. CE thì mới vào một cái tín hiệu thôi, bắt đầu có những cái tín hiệu dòng tiền lớn đi vào những cái phiên này thôi. Thì CI là chúng ta ngày mai là phiên T cộng 3 của cái phiên vô lớn này, cũng là một cái phiên mà kéo lên mà đây, kéo tiếp mà không thành công nha. Và cái kháng cự ở vùng 19.3 này, 19.3, 19.5 này. Đấy thì CI đang tích lũy quanh vùng 19 nha. Thì chúng ta trong tuần sau mà nó không có thủng lại cái vùng giá này, đi ngang cái vùng giá này và với thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ giải ngân được mục tiêu đó tầm khoảng là 20.3, 20.5 nha. Nhìn chung là cổ phiếu này thì nó những cái trend đi dưới đi lên thế này trước mắt chúng ta cứ kỳ vọng ngắn đã nha. Thì nó không phải là những cái cổ phiếu mà nó đã là những cái trend tăng mạnh thì đi lên nó sẽ gặp rất là nhiều kháng cự, nên là chúng ta ưu tiên chúng ta đánh trong cái thời gian đầu chúng ta cứ đánh T cộng ngắn thôi nha. T cộng đánh ngắn thôi mà không kỳ vọng quá xa thì chúng ta sẽ là cái lướt được cái lợi nhuận nó rất là tốt nha. Chứ còn chúng ta ôm mà chúng ta chờ nó lên mạnh thì nó lâu, có thể là chúng ta phải đánh vào sẽ có nhiều nhịp chúng ta vào ra vào. Dòng dầu khí thì hiện tại Sơn thấy là đang có những cái sự tích lũy rất là tốt và chưa có tăng nhiều trong giai đoạn vừa rồi nha. Dòng tiền mạnh thì nó chỉ mới đi vào những cái giai đoạn vừa rồi, hầu như giai đoạn vừa rồi thì dòng ngân hàng đã tăng khá là nhiều, nhưng mà những cái đấy, chúng ta thấy là từ cái vùng đáy tầm khoảng tháng 8 này, tháng 8 tháng 9 thì dòng dầu khí hầu như là mới chớm tăng thôi nha. Nên là giai đoạn này thì dầu khí đang, ví dụ PVS đang có những cái nền tích lũy ở quanh cái kháng cự, cái vùng kháng cự ở đây, thì chúng ta sẽ xem những phiên tới nếu mà không có bị thủng lại cái vùng 14 này, chúng ta chú ý vào PVS nha, đang có một cái nền tích lũy khá là ok. Đấy. PVD cũng vậy anh chị, PVD đây vẫn tích lũy ở ngay cái kháng cự phía trên này, nha. Tích lũy thì chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu này. PVD thì cái hỗ trợ nó tầm khoảng ở cái vùng 12 nha. Nếu mà chúng ta không có những cái phiên đóng cửa thủng vùng 12 thì chúng ta sẽ là chú ý để mà chúng ta giải ngân được. Thì những cổ phiếu này hầu như thì cũng không phải là những cái điểm mà chúng ta nên mua ngày mai nha các anh chị, không phải là điểm mua ngày mai, mà Sơn sẽ là đây, danh mục này, danh mục tuần sau, những cổ phiếu mà Sơn thấy đang có những cái quá trình tích lũy ổn nha, và chúng ta sẽ xem thêm những cái hỗ trợ nó có bị thủng trong những cái phiên sắp tới hay không, để mà chúng ta đấy, khi mà nó test chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ là giải ngân nha. Vì những cái vùng hỗ trợ khi được đấy, cứng tức là những có những cái lực mua đấy, những mua lực mạnh của những cái đội lái, những cái nhà tàu lọc, nên là cái vùng đấy thì chúng ta vào này, sau khi có quá trình test như vậy ổn mà chúng ta vào thì hầu như là cái xác suất mà chúng ta bị lỗ nó cũng rất là ít nha các anh chị. Nên là hầu như là đấy, phương pháp để Sơn mua là chúng ta phải trước tiên chúng ta không để rủi ro bị lỗ đã, sau đó hãy tìm đến cái lợi nhuận nha. Và những cổ phiếu này nó đang có chứng tỏ được cái sức mạnh khá là tốt trong những cái phiên đấy, thị trường có mặc dù cũng có những cái sự rung lắc nha, những áp lực chốt lời, nhưng mà những cổ phiếu này vẫn đang thể hiện được cái sức mạnh đấy, và trước đó thì đều có những cái quá trình là dòng tiền lớn đi vào nha. Quan trọng là phải như vậy, phải có những cái tín hiệu dòng tiền lớn đi vào thì chúng ta sẽ an tâm chúng ta đánh hơn, chúng ta sẽ đánh theo cái dòng tiền đấy thôi. Bởi dòng tiền đấy nó chưa thoát ra thì nó vẫn khả năng vẫn còn những cái nhịp kéo nha các anh chị. Đấy là danh mục chúng ta chú ý đấy vào trong cái tuần sau này đấy. Còn bây giờ thì Sơn sẽ đi vào chi tiết nha, phân tích về những cái nhóm ngành, ví dụ dòng VN30 nha. VN30 thì cổ phiếu này Sơn cũng đã nói rất là lâu rồi đấy, cổ phiếu này khá phân tích khá là nhiều cho các anh chị, hầu như là Sơn khuyên mọi người là không có vào đâu, tại vì anh vẫn chỉ vào hầu như trong giai đoạn là chị thấy là bao nhiêu tuần nhỉ? 5 tuần vừa qua, tức là tầm hơn 1 tháng vừa qua anh chị sẽ không có lợi nhuận của cái BID này. BID rất là yếu. Thì có thể ngày mai là những cái tin tốt về cái việc tăng vốn. Đấy, cái tin vừa ra đấy, cái nghị định 121 đấy, thì có thể là tác động tích cực. Nhưng mà Sơn vẫn không có đánh giá cao cái cổ phiếu này hiện tại.
Nên là ngày mai nếu mà anh chị có mà nếu mà xem xét mà cổ phiếu này nó không có break out được cái vùng 42 này phiên ngày mai. Đây, nếu mà có tin tốt ra mà cổ phiếu này vẫn không có tăng, vẫn không break out nổi được cái vùng 42 này thì có thể là vẫn canh bán thôi, vẫn thiên canh bán thôi. Khá là yếu. CTG thì cứ tiếp tục nắm giữ nha. CTG chúng ta xem cái vận động phiên ngày mai xem có vượt qua cái kháng cự vùng cản 28 này không. Mình vùng 28, 28.5 này. Để xem xét phiên ngày mai. CTG thì đang có sức mạnh rất là khỏe luôn giai đoạn vừa rồi. Đây là khác biệt BID nha. BID chúng ta này, nhìn cái chỉ số RS này, BID cứ cắm xuống dưới cái đường màu xanh này. Còn CTG chúng ta thấy là nằm phía trên đúng không anh chị? Đấy, nằm phía trên. Đây là những tín hiệu những cổ phiếu khỏe, thì thường chúng ta chỉ nên đánh vào những cổ phiếu khỏe thôi, không đánh vào những cổ phiếu yếu nha các anh chị. Eximbank thì cổ phiếu này là phục vụ cho việc là điều tiết chỉ số là chủ yếu, chúng ta cũng không có nên đầu tư. FPT chúng ta thấy là đang có những cái tín hiệu nó là khá là yếu trong cái đoạn vừa rồi nha, khá là yếu. Hiện tại đang nằm dưới phía dưới đường RS và chúng ta thấy có khá đấy, nhiều phiên FPT kéo lên đấy, gặp cái kháng cự vùng 51 này và không có break thành công được. Nên là cổ phiếu này chúng ta muốn tham gia phải chờ nó break out thực sự cái vùng cản ở đây, tầm giá 51 năm vượt hẳn thì chúng ta mua, không thì thôi. Giá đóng cửa đấy phải vượt hẳn cái vùng 51.5 này ở đây thì chúng ta mua, còn không thì chúng ta bỏ qua thôi. Kéo lên nhưng mà không có không. Gas thì có một cái phiên dòng tiền vào khá là lớn. Đây. Nhưng mà giai đoạn này nếu mà cổ phiếu gas chúng ta muốn mua thì chúng ta nên chờ vượt hẳn vùng 76 thì chúng ta mua. Để tránh cái cụ trường hợp cổ phiếu này kéo lên gặp cái kháng cự này ở đây lại. Lại quay đầu, điều chỉnh lại. Hiện tại thì gas vẫn đang là có những cái sự tích lũy nằm trên những cái đường MA này. Đấy, MA tích lũy và nó chụm vào như vậy thì cũng khá là tốt này, khá là tốt. Khá là đẹp mà có một cái phiên dòng tiền vào này. Đây, thì chúng ta xem đấy, phiên những phiên sắp tới nếu mà vượt cái vùng 76 thì chúng ta vào, còn không thì thôi, không thì thôi. Hiện tại thì nó đang cũng đang là ổn đấy, ổn không có gì xấu cả, nhưng mà chúng ta sẽ xem sẽ vượt được hẳn được cái vùng 76 này nè, nghe kháng cự ở đây, đây có hai cái đỉnh ở đây, thì chúng ta vào thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ vào một cái trend tăng mạnh, chứ còn vào sớm quá mà lên đây lại bị bán, sau đó điều chỉnh lại thì chúng ta lại bị kẹp ở cổ phiếu này. HTBank thì cổ phiếu này, những cổ phiếu này nó lên những cái vùng kháng cự ở trên này đó. Chủ yếu là chúng ta nên canh chốt lời thôi nha. Có một quá trình tăng giá khá là dài vừa rồi cổ phiếu này. Còn nếu chúng ta nắm giữ đi cho anh chị muốn nắm giữ thì nên đặt cái ngưỡng là khi nó thủng vùng 24 này, tức là ở đây chúng ta có một cái gap up luôn anh chị, thủng cái gap này, thủng vùng 24 này chúng ta bán này. HTBank nếu mà đang nắm giữ HTBank, ta muốn nắm giữ lâu đấy thì chúng ta vẫn đang nắm giữ được nha. Đấy, chúng ta có thể là vùng, nhưng mà ưu tiên vùng này thì cũng không có mua mới và ưu tiên là chốt lời thôi. Nhưng mà nếu mà nó có một cái phiên mà nó thủng vùng 24 này, chúng ta bắt buộc phải bán nha. Sẽ phải dễ khả năng đấy, nó cũng đồng thời là cái ngưỡng hỗ trợ MA 20 này. Để khi thủng những cái hỗ trợ này, khả năng nó sẽ điều chỉnh khá là sâu. HVG thì cứ nắm giữ thôi. Cổ phiếu này Sơn chia sẻ rất là nhiều rồi, mọi người cứ nắm giữ cổ phiếu này. KDH này anh chị, đấy, Sơn những cái phiên trước Sơn có nói là nếu mà có kéo lên cái vùng này, chúng ta cơ hội chúng ta bán luôn. Để không bán thì nó lại rơi lại. Nhưng mà rơi lại mà nếu khả năng những cái phiên tới nó thủng cái hỗ trợ 24 này thì xấu nha anh chị. Đấy, thủng hỗ trợ 24 này xấu. Nó có 3 lần. Đây, đây một lần test, đây một lần test này. Thủng hỗ trợ này là xấu đấy. MBB thì đây là cũng là cái vùng kháng cự, chúng ta ưu tiên cái việc chốt lời thôi. Ưu tiên chốt lời thôi. Mua mới thì cũng không có điểm mua. Massage thì cổ phiếu này rất là khỏe và chúng ta thấy là đã tăng vượt qua luôn cái kháng cự này thì sẽ hướng đến vùng tầm khoảng 70-75 thôi. Cổ phiếu này vùng 70-75 thì là cái vùng mà Sơn cho rằng là chốt lời hợp lý đối với cổ phiếu này. 70-75. Cổ phiếu này là tăng ấn tượng nhất trong tuần vừa rồi, chúng ta thấy là tuần vừa rồi là cái cổ phiếu này tăng, chúng ta mua từ đầu tuần thì lãi nhuận được tới 26% các anh chị, rất là tốt và tăng mạnh nhất luôn, tăng mạnh nhất và đặc biệt là một cổ phiếu lưu chip vốn hóa lớn nữa, phải nói là tăng rất ấn tượng trong cái tuần vừa qua, rất là bất ngờ cổ phiếu này.
Và Sơn nghĩ là đây là một cái quá trình, tại vì đây là quá trình là đấy, cổ phiếu này hầu như đi ngược thị trường đấy, không có tăng trong những cái giai đoạn trước đấy, thậm chí thì lúc thị trường đi lên cổ phiếu này còn sụt giảm rất là mạnh nha. Cổ phiếu mà chúng ta thấy là thị trường tạo đáy 650 thì cổ phiếu này đấy, tích lũy quanh vùng 4950 đấy, sau đó thị trường rơi về, chúng ta thấy nè, rơi về cái vùng 780 thôi đấy. Đây là cái vùng mà thị trường rơi về tầm khoảng 780 này, thì cổ phiếu này nó đã về gần lại cái đáy cũ này, tức là rất là yếu giai đoạn trước nha. Thì đây là những cái nhịp mà đấy, nhà đội lái cổ phiếu này họ gom được những cái lượng hàng đó. Tại vì khi mà nó xu hướng nó yếu như vậy thì chúng ta thấy là bán ra rất là mạnh nha. Đấy, những cái phiên sẽ bị bán ra rất là mạnh đấy, ở những cái vùng thế này. Thì đây là cái vùng họ gom nha, gom và sau đó họ cho tích lũy chán nản ở trong những cái nền tảng này. Nên là rất là ít nhà đầu tư có cổ phiếu này anh chị, và chắc chắn có sẽ không có nhiều. Sơn biết được nếu có sẽ không có nhiều, nếu có thì có thể một vài nghìn thôi, chứ còn gọi là để ôm được cổ phiếu này mà hàng chục nghìn thì có thể là đã bị rủ rất là nhiều, bị rủ rủ sạch ở trong cái vùng giá này, không có ai mà ôm được hàng đơn vị hàng chục ngàn ở trong và cầm trong giai đoạn này đâu anh chị. Nên là đây là quá trình đánh rất là khó chịu, đánh rất là khó chịu, thanh khoản có nhiều phiên rất là cạn kiệt luôn đấy. Và sau đó là bứt tốc đi lên, nên là giai đoạn đây cổ phiếu này thì Sơn nghĩ là tại vì do chúng ta thấy là cái nguồn cung được kiểm soát đấy. Nguồn cung họ kiểm soát quá nhiều đấy. Quá 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 gọi là control hết đấy. Nên là họ đánh mới được như vậy, đánh mới được như vậy thì đánh bất chấp lên thì khả năng là những cái đây là những cổ phiếu mà nhà đầu tư nhỏ lẻ họ nắm rồi, mỗi người vài nghìn thôi, chứ còn gọi là nắm để hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thì sẽ không có. Tại vì có thì sẽ bị tán bán ra đấy, và sau đó nên là đây là cái thanh khoản này chúng ta nhìn to thôi, nhưng mà khả năng này đây là cái hoạt động mà tạo thanh khoản của họ thôi nha. Vì trước đó chúng ta thấy là không có thanh khoản anh chị, không có thanh khoản, nhưng mà đột nhiên đi đánh lên những vùng giá này thì thanh khoản nổ nổ rất mạnh luôn đấy. Thì chắc chắn thì cũng có không có nhà đầu tư nào mà ôm được số lượng lớn để mà lên đây mà bán đâu đấy, bán những cái đơn vị hàng trăm nghìn cổ phiếu này. Đây là cái hoạt động tạo thanh khoản của họ thôi, tạo thanh khoản của họ. Nếu mà quan sát về trong cái giao dịch anh chị thấy là trong những cái giao dịch của Masan anh chị thấy là có những cái lệnh họ quét lên nha. Họ chỉ quét lên thôi, tức là họ sẽ không kê mua và không có nhà đầu tư bán xuống đấy, và đó là cái việc mà cứ họ kê sẵn ở trên và sau đó họ quét quét lên, có thể gọi là mua vào những cái lượng hàng của chính họ nha, mua vào những lượng hàng chính họ. Nếu mà chúng ta xem xét và giao dịch cổ phiếu này nó rất là khác với những cổ phiếu như là HPG hoặc là những cổ phiếu như CTG, những cổ phiếu MBB, nó giao dịch nó không có bình thường nha anh chị. Cái cổ phiếu này nó cũng hay gọi là được kiểm soát nha, giai đoạn này không có thanh khoản mà lên đây thanh khoản vài triệu một phiên nha. Thì đây là cái điều mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ là đây, chú ý nha, chú ý, chứ không phải là chúng ta nên thấy thanh khoản như thế này mà cổ phiếu này bị lực bán mạnh nhưng mà vẫn tăng đâu. Sơn cho rằng nó không phải nha. Và cái đó là cái điều mà chúng ta rút ra được, tại vì nó có một quá trình nó tích lũy và không có cạn cung rất là nhiều, không có thanh khoản mấy đâu. Đấy, tức là nhà đầu tư nếu mà bên ngoài giờ nhà đầu tư cá nhân mà cầm thì Sơn giỏi lắm thì tổng hết thì có thể là được 1-2 triệu cổ phiếu nữa. Rồi cá nhân mà cầm thì mỗi người đâu đó là tối đa 50.000 là cao đối với cổ phiếu này, còn cầm hàng trăm nghìn thì chỉ có là những cái tài khoản của nhà tạo lập cổ phiếu này, của những cái đội lái cổ phiếu này thôi, kiểm soát rất là nhiều. Đây trường hợp Masan nha, đây là cái trường hợp mà Masan ví dụ, nên chị thấy là tại sao tăng được nhiều như vậy, vì nó được kiểm soát nguồn cung. Đấy, kiểm soát nguồn cung. Và nếu mà quan sát kỹ về giao dịch thì sẽ nhận ra được nha, nhận ra được những cái việc mua bán của họ. Anh chị xem và anh chị sẽ thấy là nó sẽ không có không giống những cái cổ phiếu khác chúng ta đang giao dịch hàng ngày. Chúng ta những cổ phiếu là khác, ACB, MBB chẳng hạn, VPBank, Techcombank sẽ không có những cái kiểu giao dịch như vậy. Nhưng mà với Masan chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy được nha, thấy được cái khác biệt ngay. Đấy, thấy được khác biệt ngay. Thậm chí cái phiên ATC này Sơn thấy là đấy, sau khi quét lên cái vùng giá 68 nha, 68 trước ATC
thì vào ATC chỉ cần một cái lệnh bán 50.000 cổ phiếu thôi thì cổ phiếu đấy đã là dự kiến khớp giá 6 lần, tức là không có cái hoạt động kê, không có kê mua dưới cổ phiếu này, không có kê cái số lượng lớn nha. Đấy, và sau đó họ tự họ kê vào ATC thôi. Bên nào cầu mua họ kê vào thôi. Chúng ta nhìn nó sẽ rất là khác. À, mọi người sẽ chú ý nha, chú ý mà có thể là một cái kinh nghiệm để mà chúng ta giao dịch đấy. Sau này chúng ta sẽ nhìn thấy à, tại sao cổ phiếu này nó tăng mạnh như vậy, vì không phải đơn đơn thuần tự nhiên nó tăng được như vậy. Đấy, và chúng ta sẽ nhìn vào các giao dịch và chúng ta sẽ biết được đây là cái việc mà đội lái họ kiểm soát cái nguồn cung, mặc dù đây một cổ phiếu blue chip nha anh chị, nhưng mà chúng ta thấy là đấy, sau một cái quá trình tích lũy đấy, quá trình đạp như thế này đấy, rũ cực mạnh như thế này và tích lũy như thế này thì sẽ là loại bỏ hết những cái nhà đầu tư cá nhân nha, nhà đầu tư cá nhân và những nhà đầu tư mà ôm số lượng lớn cũng sẽ không bị không giữ được, vì trong một cái xu hướng chán nản như thế này thì rất là nhiều cổ phiếu trong giai đoạn đó lại tăng đấy, cái cổ phiếu rất là nhiều cơ hội, nên là sẽ không có ai mà đi ôm những cái lượng lớn cổ phiếu ở đây, đúng không anh chị? Đấy, sẽ không có nhiều người mà muốn ôm và đầu xu hướng là sẽ bán để mà chuyển cổ phiếu khác thôi. Đây là cái vùng mà họ họ tạo những cái sự chán nản để mà họ gom sạch sẽ những cái lượng này, cổ phiếu này. Đây là dạng này chúng ta thấy là chúng ta so sánh này, so sánh thì cổ phiếu này đi ngang này, vùng giá mà lúc thị trường tầm khoảng 840 á, thì Masan là cũng tầm giá 53 đấy, và đến khi thị trường là chúng ta lên tầm 900 900 mấy ở đây rồi các anh chị, đấy 910 mấy rồi thì Masan này cũng vẫn giá 53 54 thôi, đúng không? Tức là thị trường tăng đâu đó khoảng 80 điểm thì Masan đi ngang nha, Masan đi ngang đấy, nên là chúng ta thấy là nó khác biệt rất là rõ. Đấy, chúng ta nhìn màu tím này, đấy màu tím này, đấy đấy Masan này, đấy, màu tím ở đây thì thị trường lúc ấy còn ở đây này, và khi thị trường cái đường màu tím lên tới đây thì Masan cũng ở cái giá này thôi đấy. À, chúng ta một cái kinh nghiệm rồi, chúng ta sang một phiếu khác, VN30 là MWG cũng đang có một cái sự tăng đấy, một cái nhịp tăng rất là tốt nha. Cổ phiếu này thì chúng ta anh chị có thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, hiện tại thì vẫn đang thể hiện những cái sức mạnh rất là khỏe luôn, thì khả năng cổ phiếu này sẽ hướng đến những cái vùng tầm khoảng giá quanh 115 trước mắt, cái vùng đó khả năng là Sơn cho rằng là sẽ vượt được, đang gặp kháng cự quanh vùng 110 vì nó có một cái gap down ở đây, nhưng mà khả năng cổ phiếu này nó sẽ Sơn đánh giá là sẽ vượt qua thôi, tại vì cái áp lực chốt lời những cái thanh khoản ở vùng này nó vẫn còn rất là thấp nha, hầu như cổ phiếu này đấy, cái lượng cũng 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 lượng cung này nó cũng mất đi nhiều rồi, chúng ta thấy khá là giống cái cổ phiếu mà trường hợp hôm trước mà kéo cổ phiếu về ri kéo rất là dễ luôn, đấy, vì cái lượng cung nó không có nha, lượng cung bị cổ phiếu bị cạn cung rất là nhiều nên là cổ phiếu rất là dễ kéo lên, MWG cũng vậy. Những cái điểm mua mới thì chúng ta sẽ là khó là mua, vâng, khó là mua, khả năng này lên được cái vùng tầm 110, 115 này, target ngắn hạn của cổ phiếu này sắp tới, có thì chúng ta cứ nắm giữ thôi. PLX thì chúng ta thấy là khá là khó phân tích nha, và hầu như những anh chị mình mua như đoạn vừa rồi cũng bị kẹp lại khá là nhiều cổ phiếu này, vì trước đó nó có một cái giai đoạn là thanh khoản này, đấy thanh khoản này không phải dòng tiền đi vào các anh chị, nhưng mà đây là cái hoạt động kéo lên để mà bán cổ phiếu quỹ, thì Sơn có chia sẻ rồi, nên như đoạn vừa rồi hầu như là Sơn không có khuyến nghị những cái cổ phiếu như thế này nha, vì đây là cái việc kéo lên bán cổ phiếu quỹ để giữ giá để bán thôi, đấy, nên là mục đích sau khi bán xong thì cũng không có lý do gì để đánh lên tiếp cả, không lý do gì cái đội lái cổ phiếu này đánh lên tiếp cả, mục đích của họ là để bán cổ phiếu quỹ cho cái quỹ của Nhật nha, bán ở giá cao và bán khớp lệnh thông qua sàn thì họ kéo lên để họ bán, và xong có gọi là cuộc chơi nó không còn cái gì, không còn lý do gì để mà đánh lên cả. PNG chúng ta thấy là cũng đang hướng về cái kháng cự cũng tầm vùng là 64 65 này, nhìn chung thì với PNG thì cái sức mạnh của nó trong dòng bán lẻ thì nó khá là yếu hơn cái cổ phiếu MWG, nên là ngắn hạn chúng ta cứ canh chốt thôi, nếu mà lên vùng tầm khoảng 64 65 này thì cứ canh chốt thôi, mua mới thì chúng ta cũng không vào, lên đây nó lại gặp kháng cự và rất là dễ bị bán ra, bị chốt ở cái vùng giá này.
Tao thì cũng có một số tín hiệu là cái dòng tiền đi vào ở những cái phiên vừa qua. Nhưng mà chúng ta thấy là đây là cổ phiếu này đi lên thì nó lại kháng cự nha. Kháng cự nó lại nằm ngay cái vùng quanh 11 này. Nên là đang mất thời gian ở cái kháng cự này. Đấy nên là cổ phiếu này chúng ta phải là chúng ta chờ thêm. Chờ thêm bao giờ nó vượt hẳn này. Đấy, nó vượt hẳn qua cái vùng là tầm khoảng vùng giá 11 đấy thì chúng ta đánh thì có thể là nó sẽ vào một cái xu hướng nó mạnh hơn. Nên chung giai đoạn này nó sẽ gặp kháng cự. Kháng cự nên là cần thời gian để vượt qua, nên là chúng ta sẽ tham gia giai đoạn sau. Đấy. Đoạn sau cái trend cái nhịp sau đó. Thì chúng ta cứ chờ nó vượt được hẳn cái kháng cự đi thì mà đánh. RE thì đấy, cổ phiếu này cái trường hợp là sao nó giống cổ phiếu MLQG vậy. Đấy, nó tăng thanh khoản của nó không có cao, cái nguồn cung được kiểm soát. Nên có chúng ta cổ phiếu này vẫn đang nắm giữ được nha anh chị, nắm giữ được xu hướng này. Đấy, nó đang xu hướng là vùng đỉnh này, đang cản vùng 42 này. Còn nếu mà những phiên tới cổ phiếu này nó chỉ đi ngang thôi và nó không có vượt qua được hẳn cái vùng 42 này, chúng ta nên thực hiện cái việc chúng ta chốt lời bớt đi nha. Nếu chúng ta đang nắm phiếu RE, nó có nhiều phiên nó đóng cửa ngay cái vùng 42 này luôn, nhưng mà hiện tại vẫn chưa vượt qua được cái cả phiên này, đóng cửa ngay vùng 42. Cổ phiếu này thì nó đã vượt những cái đỉnh thời đại rồi, nó không còn cái kháng cự phía trên, nhưng mà chúng ta lưu ý những cái mốc mà nó đánh mãi nó không qua thì chúng ta cũng nên là chúng ta phải là hạ bớt tỷ trọng, chúng ta chốt lời cho nó chắc nha. SHB thì khả năng là sẽ có tiếp tục thôi xu hướng để mà kéo lên để mà phục vụ cho cái chỉ số thôi. Nhìn chung chúng ta tham gia cổ phiếu này cũng khá là khó đánh. SBT thì cái vùng này vận động này, chúng ta thấy là giai đoạn này thì cổ phiếu này nó thiên về cái xu hướng chốt lời. Đấy, có những cái phiên kéo lên với thanh khoản lớn này. Đấy, phiên kéo lên thanh khoản lớn thì chúng ta ưu tiên chúng ta chốt lời thôi. Chứ còn điểm mua mới thì cái vùng này khá là rủi ro rồi, không mua nữa. Thì hôm trước thì Sơn có phân tích mọi người đây là cái mẫu hình là VCP. Đấy, chúng ta mua được. Mua được ở cái phiên này hoặc là khi nó điều chỉnh test lại này. Đấy, test lại và nó không thủng lại cái hỗ trợ, cái nền tảng phía dưới đúng không anh chị? Đấy. Nền tảng quanh cái vùng 14.5 này. Đấy này chúng ta cũng có thể mua được nha. Còn những cái vùng này chúng ta sẽ là ưu tiên chúng ta chốt lãi thôi, anh chị mua mới. SSI thì những cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta thấy hầu như kéo lên khá là mạnh trong cái đoạn vừa rồi đấy, và bắt đầu những cái giai đoạn là có những cái sự tăng tốc rồi, nó thể hiện ở những cái cổ phiếu như là VCI nha, VCI hoặc là VND đấy, kéo lên tăng tốc rất là mạnh luôn nha. Nên là giai đoạn này chứng khoán thì chúng ta cũng không có giải ngân mới được, SSI đi vào kháng cự này chúng ta chốt thôi. STB thì đấy, STB thì cũng có một cái phiên break lên này. Thì đây là cái trường hợp trong cái nhóm VIN30 anh chị. Break out lên và cái hàng về phải cắt lỗ này. Đấy nên thì Sơn nói là trong cái tuần vừa qua cũng không phải là dễ đánh đâu. Chúng ta nhìn về điểm số thì nó tăng rất là đẹp, tăng rất là tốt, thị trường tăng tăng khỏe nha. Đóng cửa cao nhất tuần, nhưng mà chúng ta thấy là nhìn vào trạng thái rất là nhiều cổ phiếu thì chúng ta không có kiếm được lợi nhuận trong cái tuần vừa qua. Đấy, đánh rất khó chịu. STB thì chúng ta cứ như chờ quá trình nó tích lũy ra thôi. Thì phiên hôm trước Sơn có nói với anh chị là kể cả STB có vượt ở phiên này Sơn cũng không mua, mặc dù là trước đó bán ở những cái vùng phía dưới này rồi, đánh một cái nhịp lên đã bán ở vùng này rồi, nhưng mà không mua mới, tại vì nó chưa có thấy những cái sự tích lũy nó chặt chẽ thì chúng ta không mua, bao giờ nó chặt chẽ thì chúng ta mua. Đấy, thì sau cái nhịp rũ này có thể là dạng sắp tới là STB nó sẽ là chặt chẽ lại thì chúng ta sẽ là chú ý này, chúng ta mua này, và cái nhịp sau nếu nó vượt vượt lại kháng cự này thì nó sẽ đi lên thật sự nha, chứ không phải là đánh một cái phiên break break giả như thế này đấy. Chúng ta cứ chờ nó qua tích lũy đi, cái tích lũy quanh 13.5 14 đây đấy, chờ quá trình tích lũy nó của nó trên cái kháng cự này đi đã. Techcombank thì có những cái trọng thái nó khá là bất thường đúng không, tức là bị bán với khối lượng lớn nha. Đấy, bị bán với khối lượng lớn thì cũng không rõ là nguyên nhân như thế nào, thì
Thì tất nhiên là chúng ta mua, nếu mà chúng ta ưu tiên cái phương pháp mà đánh ngắn, tức là chúng ta mua sẵn sàng mua cao bán cao, thì không việc gì chúng ta phải đi bắt đáy cả, đúng không chị? Cái phương pháp sơn đánh hiện tại, sơn giao dịch nha, vì chúng ta sẽ mất thời gian rất là lâu chúng ta chờ đợi nha. Nên là hầu như những anh chị mà chúng ta có mua những nền tảng phía trên này đấy, thì lý do tại sao cả sơn nói là Techcombank cái vùng phía trên này là chúng ta chỉ canh chốt lãi thôi, không giải ngân mới nha. Chúng ta giải ngân quanh cái nền tảng này và hàng T3 đấy, những cái ngắn hạn chúng ta hầu như chúng ta phải bị cắt lỗ rồi, mất đâu đó tầm 5% đối với Techcombank nha các anh chị. Đấy, chúng ta giải ngân những cái nền này đấy, vì phía trên nó là kháng cự rồi, kể cả chúng ta có mua ở cái nền này thì cái dư địa chúng ta cũng rất là ít luôn, đúng không? Mất 6% đấy. À, động thái này về chúng ta cổ phiếu Techcombank thì Sơn sẽ chờ nha, sẽ chờ, có thể là sẽ mua lại khi nó lên lại cái vùng này chẳng hạn, nhưng mà chắc chắn sau khi nó lên lại vùng này và nó tích lũy và Sơn mua thì nó sẽ là một cái nhịp nó tăng rất là mạnh, chứ cũng không có mua sớm ở đây làm gì, mà mua sớm ở đây lên đây lại bị bán ra thì mà cũng chưa biết được là khả năng nó sẽ còn rơi hay không, nên là chúng ta cứ theo dõi thôi, đứng ngoài quan sát thôi, không việc gì chúng ta phải mắc dao rơi cả nha. Như trường hợp CD này đấy, chị nói là mua vào đây chúng ta bắt đáy nha, nhưng mà trường phái Thái Sơn là không tham gia bắt đáy. Cổ phiếu này nó gãy thì thôi, chúng ta cứ chờ bao giờ nó khỏe là chúng ta đánh, chứ còn chúng ta bắt đáy thì nó sẽ là, gọi là năm ăn năm thua nha các anh chị nha. Và thường năm ăn năm thua thì xác suất Thái Sơn sẽ không đầu tư, không đánh cổ phiếu. Đấy, chúng ta mua cái mức độ của chúng ta phải là đâu đó tầm phải 70-80% tức là rủi ro chúng ta phải hạn chế rất là thấp thì sẽ mới đánh. Đấy, còn 50-50 đấy, tức là mua ở đây có thể là hồi lên T cộng có thể có lãi, nhưng mà cũng có thể là gãy xuống thì sẽ không mua, không đặt cược nha. Đấy, cổ phiếu chúng ta đánh đầu tư chứng khoán, chúng ta không phải là một cái trò may rủi mà chúng ta đặt cược nha. Chúng phải có những cái sự phân tích và những cái đánh giá cơ hội lớn hơn rủi ro nhiều thì chúng ta sẽ là tham gia. Còn rủi ro nhiều hơn cơ hội thì chúng ta bỏ qua. Vì nó rất là nhiều cổ phiếu để đánh, không có phải là chỉ một vài cơ hội để mà chúng ta phải mạo hiểm. Vietcombank thì với những cái sự tích lũy này cộng với việc tin tốt thì khả năng ngày mai sẽ có một cái nhịp kéo lên thôi. Để nhưng mà chúng ta sẽ xem có vượt qua được cái vùng 86 này không. Kéo mà không vượt 86 thì ngắn hạn là chị cũng nên bán thôi. Khá là giống trường hợp BID. Vì những cái cổ phiếu mà nếu mà tăng do tin tức nha, và không duy trì được sức mạnh thì sau đó nó cũng sẽ là quay lại nha, rất là khó kéo tiếp. Nên là chị, nếu mà những cái tin tức hỗ trợ không giúp cổ phiếu mà nó tăng mạnh mẽ thì chúng ta bỏ qua nó thôi. Vinhome thì với những cái sự tích lũy vùng này thì khả năng cũng sẽ có những cái sự phục hồi đi lên thôi. Nên là những anh chị nếu mà đang có Vinhome thì chúng ta sẽ là nắm đi. Nắm, nhưng mà chúng ta chú ý là những cái khả năng cổ phiếu này nó đi lên những vùng tầm khoảng 79-80 thì nó lại là những cái kháng cự rồi, nên là dư địa chúng ta cũng không có nhiều, nên là cái việc mua mới Vinhome giai đoạn này thì Sơn cũng không có thích đánh những con cổ phiếu này vì nó khá là yếu nha, khá là yếu. Đấy, VIX thì cũng giai đoạn vừa rồi khá là lanh quanh. Nhìn chung thì VIX phục vụ chỉ số này cũng khá là nhiều, phiên xanh, phiên giảm, đang xe VC này, đấy, cổ phiếu này đấy, tạo nền và sau đó là gãy cái nền tích lũy này thì thôi chúng ta không vào nữa nha. Đấy, có một cái nền tảng thế này mà gãy xuống này. Vinamilk thì hiện tại cái gap up này vẫn chưa vi phạm anh chị, vùng 105 này nha. Và cổ phiếu này đang có những cái hoạt động là cạn cung dần, nên là khả năng là sẽ còn kéo lên thôi. Nên là nếu anh chị mà đã nắm giữ thì chúng ta cứ giữ thôi. Đấy. Và bao giờ nó thủng cái vùng 105 này đi thì chúng ta hãy thoát ra, vì nó cũng không còn cắt cái vùng này bao lâu nữa, đúng không? Bao xa nữa. Đang có những cái hoạt động mà nó cạn cung lại như vậy thì cũng tốt này. VUBank, đấy, VUBank thì cùng với BID thì Sơn đánh giá rất là yếu. Nhưng đoạn vừa rồi hầu như không có đầu tư được. Nha. Rất là nhiều người vẫn khuyến nghị mua VPBank rồi BID, hầu như không có lợi nhuận đâu. Thì dòng ngân hàng trước đó Sơn đánh vào những cổ phiếu như VIB, LBB, đấy, rồi ACB, MBB, CTG đấy, chứ không đánh những cổ phiếu như là VIB, không đánh như cổ phiếu như Techcombank rồi BID, vì hầu như là cái sức mạnh của nó rất là yếu.
không tăng được bao nhiêu cả. VRE thì khả năng là nó cũng đang tạo được những cái đáy ở vùng này rồi, đang tạo đáy về khả năng hồi phục đi lên thôi. Đấy, có hai phiên rút chân khá là mạnh này, anh chị tạo được vì nó có một cái hỗ trợ này, vùng 26X này, hỗ trợ khá là cứng. VRE cái nắm giữ thôi. Đây là sơ qua về những cái nhóm Vin 30 nha các anh chị. Vin 30 đấy, thì nếu mà anh chị có đang nắm giữ thì chúng ta chú ý về những cái dòng. Và đi chi tiết về những cái dòng cổ phiếu như những dòng chính, như dòng khu công nghiệp này, công nghiệp Begamax thì đây có phục vụ một kéo mà lên sàn, chuyển sàn thôi, mà sau đó tích lũy như thế này thanh khoản cũng không có thì chúng ta cũng khó mà chúng ta đánh được. D2D thì vẫn đang có những cái vận động ổn. D2D nhìn chung là khá khỏe trong dòng công nghiệp, vẫn đang nắm giữ được thôi. Còn điểm mua mới thì cũng chưa có, cổ phiếu này điểm mua mới chưa có đâu. Trường hợp cổ phiếu này nó bị thủng lại vùng 70 này thì nếu mà chúng ta đang có thì chúng ta phải buộc phải bán nha. Nên nó thủng hỗ trợ EMA 20 đấy. Chúng ta thấy là quá trình đi lên nó bám cái hỗ trợ này, thủng lại thì chúng ta bán thôi. DTD thì đấy, tăng khá là tốt nha. Tăng khá là tốt và cổ phiếu này đang có những cái kỳ vọng về kết quả kinh doanh nha. Lý do cổ phiếu này nó hầu như nó tăng, nó đi ngược, gọi là đi ngược cái dòng khu công nghiệp đúng không chị? Dòng khu công nghiệp những cái phiên vừa rồi hầu như cũng không có ấn tượng lắm. Trước đó thì chạy theo dòng, nhưng mà giai đoạn này thì DTD nó đang có những cái sức mạnh riêng nha. Thì đây là do những cái tín hiệu về kết quả kinh doanh nha, đang kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt. Cổ phiếu này vượt đỉnh thời đại rồi nha anh chị. Tăng rất mạnh luôn. KBC, KBC nhìn chung thì cái cổ phiếu này sơ cũng chia sẻ rồi, chúng ta cũng khó mà đánh cổ phiếu này vì xu hướng là cứ sau mỗi cái nhịp tăng, một phiên tăng thì cổ phiếu này nó lại tích lũy lại khá là lâu. Chúng ta đánh vào những cổ phiếu này nó khó chịu để mà chúng ta đánh. Hầu như thì thường cái danh mục của sơ thì cũng không có đánh vào những cổ phiếu như KBC. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vùng này nó vẫn đang có những cái hỗ trợ vùng 14.5 này, thì những phiên tới chúng ta cũng có thể chúng ta quan sát nha. Cái thanh khoản những cái phiên này nó cũng thấp thôi, đấy một cái phiên dòng tiền vào sau đó thấp như thế này thì cũng ổn. Nhìn chung thì đấy, nếu mà có đang nắm giữ rồi chúng ta cứ nắm giữ thôi, đang nắm giữ thôi, và xem cái cổ phiếu này nó có thể là cái nhịp này nó có gì khác biệt hay không so với những cái nhịp đánh trước hay không. PHR thì vừa ra kết quả kinh doanh cũng không có tốt lắm, mà xem cái phiên ngày mai nếu mà nó thủng cái vùng 56 này nó phải bán rồi. Tình kết quả kinh doanh thì nó giảm so với năm ngoái nha. PHR tích lũy, mà thấy tích lũy khá là lâu mà không có breakout được cái vùng 60 này khá là rủi ro, nên giai đoạn này chúng ta phải là cẩn thận về cái việc mà những cái cổ phiếu nó sẽ ra kết quả kinh doanh các anh chị. Nên là chúng ta đầu tư trong giai đoạn này anh chị phải chú ý một phần về kết quả kinh doanh, về yếu tố cơ bản là chúng ta cũng không thuần về mỗi kỹ thuật được, còn vì kỹ thuật chúng ta sẽ không biết được kết quả kinh doanh tin tức nó ra như thế nào, kỹ thuật sẽ không phản ánh được những cái đó đấy. Vì cái đó là câu chuyện là khi tin tức ra và sẽ phản ứng thôi, phản ứng của nhà đầu tư nha, những cái người đang cầm cổ phiếu đấy sẽ như thế nào, có bán ra hay không, bán ra mạnh hay không đấy, bán ra giá thấp hay không, hoặc là khi tin tốt ra thì có mua lên đấy, mua mạnh giá cao hay không. Ví dụ ngày mai những cái tin tức tốt về cái dòng ngân hàng đấy, nhóm ngân hàng CTG, BID, Vietcombank đấy, thì chúng ta xem là cái việc có mua mạnh và mua giá cao không, quyết liệt hay không đấy, và chúng ta phải là xử lý đúng không, phải xử lý thông tin khi có những cái tin tức ra và cái phản ứng như thế nào, và chúng ta từ những cái phản ứng đấy thì chúng ta sẽ xem là ví dụ PHR ngày mai không có áp lực bán gì cả, chứng tỏ là cái tin tức này đối với họ vẫn là nhà cổ đông này vẫn không có gì xấu đúng không? Không có gọi gì là quá xấu đấy, và không có ai có nhu cầu bán giá thấp cả.
thì khả năng cổ phiếu này sẽ tích lũy lại và đi lên tiếp. Còn trường hợp cổ phiếu này ngày mai nó sụt giảm rất là mạnh và với những cái lực bán rất là mạnh thì chúng ta có thể là đang cầm thì chúng ta cũng phải nên thoát ra theo thôi nha, chứ đừng có chúng ta lại là bảo thủ quá, đúng không? Vì đôi khi là nó giảm không phải một phiên mà hay trường hợp CTD này anh chị. Đấy, trường hợp CTD đấy, ra những cái tin xấu xong mà nếu chúng ta bán ngay phiên đầu tiên chẳng hạn thì có thể cái mức của chúng ta, mức lỗ chúng ta cũng sẽ không có nhiều, đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta bán đây là cái phiên đầu tiên này. Đấy, chúng ta chậm một phiên thì chúng ta lại mất thêm đấy, mất thêm 6% nữa, đúng không? Đấy, bán ngay phiên đầu tiên đấy, là nên là cái đây là cái phiên mà ra cái tin xấu về cái việc mà chủ tịch Nguyễn Bá Dương nha từ chức. Thì riêng với trường hợp của CTD này, Sơn cũng nhận xét luôn là rất là khó để cổ phiếu nhảy lên, vì chúng ta thấy là lãnh đạo là doanh ngộ à, là cái linh hồn của doanh nghiệp nha, linh hồn của doanh nghiệp đấy, mà chúng ta thấy là biết đến là CTD là chủ yếu là nhờ ông Nguyễn Bá Dương này nha. Và nếu mà chưa có những cái này, ban lãnh đạo mới vẫn chưa có gì để chứng tỏ được nha, để vực dậy được, trong khi là những cái công ty con của CTD. Thì hôm nào Sơn sẽ làm một cái chủ đề về cái cổ phiếu này nha, phân tích tại sao đây là đâu là những cái tích cực, đâu là những cái tiêu cực đối với cái cổ phiếu này, và chúng ta có nên đầu tư giai đoạn hiện tại hay không. Thì Sơn sẽ làm một cái bài video riêng về cổ phiếu CTD này, cũng rất là nhiều anh chị quan tâm về cổ phiếu này, đúng không? Sơn sẽ làm, và Sơn sẽ có những cái phân tích nha, những cái nhận định của Sơn đấy, kể cả cho việc là đánh ngắn hạn chúng ta đánh hay không, hoặc là đầu tư dài hạn chúng ta có nên đầu tư hay không, để mà chúng ta có cái định hướng cổ phiếu CTD này. Vì Sơn thấy là cũng rất là, đây là cổ phiếu rất là ưa thích của rất là nhiều anh chị, vì cái thương hiệu trong ngành xây dựng của Techcom. Đấy, nhìn chung thì những cái cổ phiếu dòng công nghiệp thì nó cũng không có nhiều cổ phiếu nó thực sự bứt phá được trong những cái đoạn vừa rồi nha, nhiều trường hợp thì kéo lên sau đó lại bị đủ lại. TP thì cũng đang khá là ổn nè, TP cũng thấy là đang tích lại nền ở đây nha, thì sẽ quan sát xem được cái có thủng lại cái vùng ở đây không, vùng hỗ trợ ở vùng tầm khoảng 285 hay không. Nhìn chung thì khỏe nhất thì chúng ta thấy có DTD và TIP thôi, và RG thì cũng ổn, và RG thì đang là có cái tin về thoái vốn nha, tập đoàn cao su sẽ là thoái vốn, đây là nên hưởng lợi những cái tin tức tốt nè. Cổ phiếu này neo giá khá là tốt, và ra khi ra tin thì sẽ có một cái nhịp kéo nước rút. Cổ phiếu này cũng là cái cổ phiếu mà tăng tăng vượt đỉnh thời đại hết rồi, thanh khoản thấp khá là khó đâu, khá là khó để mà chúng ta đi nhận tiền lớn thôi. Mua ít thì không sao, chứ mua nhiều thì ví dụ vốn 1-2 tỷ, 1 tỷ mà chúng ta đầu tư cổ phiếu này, chúng ta mua phải là 50.000 cổ phiếu này, trong khi thanh khoản một phiên cao nhất ở đây có 200.000, chúng ta mua 1/4 thanh khoản rất là khó chơi. GVR thì đang vẫn là ok, thì GVR giai đoạn trước thì sẽ có nói đấy, cái này nó giữ được cái nền tảng tích lũy rất là mạnh, rất là tốt trong cái dòng khu nghiệp này, và kỳ vọng ở đây tạo thành một cốc tay cọc. Nhưng mình thấy là cổ phiếu này nó đấy, sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ thì bắt đầu là T cộng 3 về cổ phiếu này tiếp tục kéo luôn, nên là đang là một cái xu hướng rất là mạnh cổ phiếu GVR này. Có thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, mục tiêu thì có thể là trước mắt vùng 14 này, xem vùng 14 như thế nào, áp lực bán ở vùng này nó có cao hay không thì chúng ta chốt lời bờ. Ở khu công nghiệp dòng ngân hàng thì lúc nãy Sơn cũng đã phân tích khá là nhiều rồi, khá là nhiều cổ phiếu ở ngoài, vì giờ chủ yếu nằm trong nhóm VN30 mà có SHB này nằm ngoài này, sàn HNX này, SHB thì đang có một nền tảng như vậy cũng kéo dài. Nhìn chung thì chúng ta mua cổ phiếu này thì thấy là khá, mỗi cách cách đánh thì cổ phiếu cứ tạo nền xong có một phiên kéo, cái tạo nền có một phiên kéo, cái nền này nó lại khá là dài ở đây khá là dài. Thường thì những cái nền tảng phía trên thì nó lại phải 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 càng lên nó sẽ càng ngắn đi, nhưng cái nền tảng này khá là dài nên nhìn chung thì nó cũng khá rủi ro. Chúng ta nhìn cái trường hợp GTN đây, những cái nền tảng này chồng lên nhau đấy, nhưng cái nền ở phía trên lại kéo quá dài thì sau đó cổ phiếu gãy xuống. GTN thì Sơn cũng đã phân tích rất là nhiều rủi ro cho những anh chị trong những livestream trước rồi. Vì chúng ta thấy là kéo những cái nền như thế này mà cho thấy những cái dòng tiền nó không có đủ sức mạnh để mà đẩy cổ phiếu lên nữa, mặc dù cổ phiếu này nó đã
Nó đang ở những cái vùng đỉnh thời đại luôn, sức mạnh của nó rất là tốt, nhưng mà bẻ xuống như thế này, hai phiên bị bán thanh khoản rất là lớn. Nên không mua ở vùng này mà chúng ta bán cái vùng 24 thì chúng ta lợi, cái mức lỗ của chúng ta cũng là rất là nhiều. Cái này Sơn cũng cảnh báo rồi, cảnh báo rất là nhiều trong những cái video trước, rất là nhiều nha, những khuyến nghị là mua vào ở trong những cái nền tảng ở đây thì không có đúng, tại vì khi một cái nền tảng nó đã tích lũy dài mà nó không lên thì nó lại rủi ro. Nên cái trường hợp SHB ở đây chúng ta cũng nên cẩn thận, nếu mà có những cái nền tảng kéo dài ở đây quá lâu nhưng mà cổ phiếu không tăng được thì chúng ta nên, nếu mà chúng ta đang có hàng thì chúng ta phải đặt những cái ngưỡng cắt lỗ, tức là khi nó thủng ngay cái vùng 15 này chúng ta phải thoát ra ngay, tránh những cái trường hợp mà nó rủ sâu. SHB B thì nó cũng không có yếu như GTN đâu, nhìn chung thì Sơn thấy nó vẫn vẫn ổn thôi, nhưng mà cái này vẫn là một cái lưu ý để mà chúng ta cẩn thận nha. Nên giai đoạn này thì cổ phiếu này Sơn cũng không, thấy là không nên mua mới, nhưng mà có hàng thì nắm giữ thì được, tại vì mua mới thì cái kháng cự nó ngay phía trên này. Cái dư địa chúng ta ngắn quá thì chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Đấy, những cái nền tảng phía trên là làm gì, nó có bốn cái nền nó chồng lên nhau này, đặc biệt cái nền phía trên này nó khá là dài nên là phải 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 cẩn thận. Cái trường hợp nó không tăng thì rất là dễ mà nó bị rủ xuống nha. STB phân tích rồi, VIP thì cái vùng này Sơn cho rằng là cái vùng rủi ro rồi. Đấy, những cái vùng phía dưới này Sơn khuyến nghị chúng ta vào được này, vùng 23 cao khi nó bật này, cái phiên này, cái phiên Sơn khuyến nghị vào này. Những cái vùng này chúng ta không đánh nữa, để kéo một cái nước rút như thế này thì không không đánh nữa thì rất là dễ, sau nó thì kéo nước rút này, những cái hoạt động như thế này là những hoạt động phân phối, những cái, tức là nó chưa chưa có gãy nhưng mà nó sẽ có những cái phiên phiên mà nó trồi sụp thất thường ở đây, thì đó là cái quá trình mà cổ phiếu phân phối. LPB thì cái vùng này cũng không có mua mới được, có hàng thì chúng ta sẽ canh về cái việc chúng ta chốt lãi hơn. Nhìn chung cổ phiếu này thì bên chỗ Sơn và khách hàng cũng chốt hơi no, tức là ở tầm đấy 11 là đã chốt rồi, cổ phiếu này nó kéo lên tầng 12 đấy, trên 11, 11.5 là đã chốt. Nhìn chung thì mất cũng cũng mấy phần trăm đối với cổ phiếu này, nhưng mà chúng ta cũng khó mà chúng ta chốt được ngay đỉnh lắm anh chị, chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy, nhưng mà đôi khi chúng ta chốt sau chúng ta lại chuyển sang chúng ta đánh những cổ phiếu khác thì nó lợi nhuận cũng tốt thôi, nó xoay vòng vốn được. Đấy, TP Bank thì nó lại đang có những cái vấn đề, tức là nếu mà chúng ta nhìn về cái độ tích lũy thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó vẫn là đang những cái trạng thái tốt. Đấy, có những cái nền tảng gọi là trồng lên nhau nha anh chị. Đây là mô hình nền trồng nền nha. Nhưng mà anh chị chú ý là cái thanh khoản, cái khối lượng. Đấy, khối lượng. Đấy, khi mà nó càng lên cao thì cái mức độ của nó, cái thanh khoản ở trên nó lại càng cao thì nó lại không hợp lý. Anh chị, không hợp lý. Và nó rất là rủi ro khi mà chúng ta tham gia, tức là nó vẫn chuẩn những cái mô hình thôi. Nhưng mà chúng ta xem về khối lượng càng lên càng tăng như thế này thì không ổn, chứng tỏ là có những cái lượng mà cổ phiếu bị chốt lời rất là mạnh ở những cái vùng giá này, bị bán ra rất là mạnh, và chúng ta sẽ có rủi ro nếu chúng ta mua vào những cái nền phía trên này khi thanh khoản nó quá lớn nha, thanh khoản nó lại cao. Là tốt nhất là chúng ta nên chờ, nên chờ quá trình mà nó phải có những cái sự cạn cung về khối lượng đi thì chúng ta sẽ là tham gia. Đấy, và đây cũng là ngay cái những cái kháng cự phía trên này nè, đây vùng 25 này là kháng cự ở bên này. Đấy, nên là cũng là tham gia ở vùng này nó sẽ là mạo hiểm. Đấy, thì không chắc lắm thì chúng ta đứng ngoài thôi, chúng ta chờ thôi nha. ACB thì cũng cũng ổn, ACB thì nhìn chung thì xu hướng thì nó vẫn là và là khỏe. Vì những cái đây là những cái vùng mà chúng ta thấy là có những cái lượng hàng cổ tức về nha, nhưng cổ phiếu này nó vẫn được kéo lên, hầu như là những cái lượng cổ tức đều bán được giá rất là tốt nha. Phiên còn cổ tức về đây, đầu tuần vừa rồi là cổ tức về này, cái phiên này là kéo lên luôn, à phiên này là chứ kéo từ thứ sáu này, cái đầu tuần vừa rồi đi ngang những cái thanh khoản cũng khá là lớn, thì giai đoạn này chúng ta thấy là cũng có những cái thanh khoản lớn như vậy là cũng do đấy, cái lượng hàng cổ tức về và bị hấp thụ nha. Tại vì có tầm khoảng 500 triệu cổ phiếu này về mà phải hấp thụ, thì ở đây là nếu mà có một cái nền tảng ở đây thì chúng ta sẽ tham gia được.
Nó tương tự cái cổ phiếu HPG này, giai đoạn cổ phiếu mà khi cổ tức về thì nó đâu đó tầm hình như là cuối tháng 8 hay sao, giai đoạn cuối tháng 8 này, đấy lượng cổ tức cổ phiếu này về sẽ nó cũng mất nguyên quá tầm khoảng 1 tuần, 1 tuần 10 ngày gì đấy đi nghe, tạo những cái nền tích lũy thì chúng ta sẽ xem xét cổ phiếu này xem có đánh giá là cao ACB trong dòng ngân hàng. Để những cơ hội mà chúng ta vẫn có lại là chúng ta chú ý được ACB khả năng là đấy, với những cái tín hiệu như thế này, tức là cổ phiếu nó đã có một quá trình mà tích lũy rất là lâu, tích lũy rất là lâu, thì thường những cái cổ phiếu này khi nó vào trend nó sẽ không đánh ngắn như vậy, mà khả năng là sẽ đánh luôn những cái nhịp vượt đỉnh thời đại của ACB này, vì nó cũng có những câu chuyện về chuyển sàn đúng không. Hôm nay chúng ta thấy những cổ phiếu chuyển sàn đánh rất là kinh điển, VIB, LVB đúng không? Đánh rất là mạnh luôn nha anh chị, những câu phiếu chuyển sàn SHB đúng không, đấy đều có những câu chuyện chuyển sàn, thì ACB đấy cũng là một cái câu chuyện chuyển sàn, nên là chúng ta phải chú ý nha, chú ý khả năng là nó vẫn còn những cái sân đánh giá cao, vì cái lượng đấy, đây là cái vùng mà đây rất là nhiều cổ tức mà họ về đấy, họ mua thì họ lãi rất là tốt này. Đây cái phiên chốt quyền cổ tức này anh chị, chốt quyền cổ tức cái phiên này từ đây đến đây là họ lợi nhuận rất là tốt rồi, và vẫn có những cái lực cầu mua vào khi mà cái lợi nhuận tầm khoảng 15% đối với cổ phiếu này rồi, thì chứng tỏ đây là cái những cái lực, những cái dòng tiền vào vẫn rất là mạnh cổ phiếu này. Tại sao nó thanh khoản lại cao hơn bình thường? Tại vì do cái lượng cổ phiếu phát hành cổ tức về thêm thôi. Dòng chứng khoán thì mày sơn phân tích rồi, những cái vùng cổ phiếu như SSI, HCM chúng ta ưu tiên và chốt lãi nhiều hơn, vì nhiều cổ phiếu nó dẫn dắt, nó đã VCI là cổ phiếu leader của cái nhóm chứng khoán trong giai đoạn vừa rồi, nó vào cái giai đoạn nước rút rồi đấy. VND cũng này có những nhịp kéo tăng nước rút này, thì những cổ phiếu còn lại thì chúng ta sẽ là canh và chốt lãi thôi, S hay là HCA, HCM gì đấy cũng vậy, không nên giải ngân mới cổ phiếu này, canh nếu có thì chúng ta cứ giữ và chúng ta chờ chốt rồi. Dòng thủy sản gia đình hiện tại thì có những cái tín hiệu tích lũy. Nhìn chung thì ANV và cổ phiếu mà ANV là cũng ok. Nên chúng ta quan sát ANV vì nó có mẫu hình là cọc tay cầm đúng không ạ? ANV cọc tay cầm. Chú ý của ANV cũng được. Xem những phiên sắp tới. ANV thì những phiên sắp tới yêu cầu thì vẫn phải là giữ vững được cái vùng tầm khoảng 19.5 này, nhưng phải có những cái vùng tích lũy phía trên cái vùng này, tích lũy nếu có những cái sự điều chỉnh này phải cũng phải là giữ trên được cái vùng 19.5, còn thủng thì chúng ta bỏ qua đấy. Đồng thời thanh khoản những phiên sắp tới nếu mà có những cái sự cạn kiệt lại thì chúng ta sẽ là giải ngân vào đấy. ANV cũng được nha, chú ý cho ANV này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là đây là một cái kháng cự cổ phiếu này tầm khoảng vùng 20.3, tức là nó ngay cái đỉnh của cái đấy, khi tín hiệu mà nó vượt cái vùng này 20.3 chúng ta phải mua đấy, mua bắt đầu mua được nha. Tín hiệu những phiên sắp tới nếu mà có một phiên đóng cửa vùng này thì chúng ta cứ mua thôi, vì khả năng là nó sẽ đánh vượt luôn cái vùng kháng cự tầm 21 ở đây, cổ phiếu ANV này sẽ thấy vẫn là ok. Đó là dòng dòng thủy sản NLV hoặc là SM thì tăng cũng khá là nhiều rồi. SM nhìn chung cái vùng này nó đã có những cái nhịp tăng nước rút thế này thì cũng khó mà chúng ta vào. MC thì khá là yếu, chỗ này canh bán thôi. MPC cũng vậy, khá là yếu rồi. Chỉ còn NLV khá là khỏe này. EDI thì đấy, những cái tín hiệu như thế này chúng ta cũng khó mà tham gia, khá là vận động lỏng lẻo. Chúng ta sẽ chú ý về ANV và CMX thôi. Cái cổ phiếu này chú ý trong cái dòng thị sản. Được, CMX thì có cái tín hiệu phiên thanh khoản vào khá là lớn ở đây. Và đang có những cái việc tích lũy. Cái thì CMX thì mình có những cái nhịp mà kéo lên lại cái vùng 10 trên, nằm trên cái vùng tầm khoảng 17 này, chúng ta vẫn là chú ý về cổ phiếu này cũng được nha. Khả năng thì sẽ đánh vượt luôn cái đỉnh phía bên phải này, bên trái này anh chị, và thể tiến đến cái vùng tầm khoảng 20, cái vùng là tầm khoảng
ở đây chúng ta chú ý nó đang có những cái quá trình là nó rũ này. Đây. Đang có một hai cái đáy nhỏ đây. Cổ phiếu này đang tạo thành hai cái đáy nhỏ đây. Chúng ta xem nếu mà nó vượt được cái kháng cự ở đây thì chúng ta giải ngân. Cổ phiếu này nếu vượt kháng cự ở đây chúng ta giải ngân. 17.5 này đây. Khả năng là sẽ đánh một cái nhịp vượt đỉnh luôn, vượt đỉnh bên này. Cái dịch may thì có GIL thì tăng tốt rồi, GIL nhìn chung thì và cũng là một cái nhịp kéo nước rút rồi, kéo nước rút cổ phiếu này chúng ta lên tầm 30 chúng ta canh, kháng cự rất là mạnh, 30, 30 trên này, 30, 31 ở đây canh chốt lời thôi, một điểm vào. TCM thì đấy, TCM chúng ta thấy là quá trình ở đây bị gãy xuống hồi phục lại, thì nhìn chung thì cái xu hướng của TCM nó cũng không có được gọi là mạnh lắm đâu, tức là khi mỗi trình quá trình kéo lên như vậy thì đều có những cái lực bán, nhìn chung thì giai đoạn này cũng không có phù hợp để giải ngân mới đâu. TCM khả năng rất khó tăng ở những cái vùng này. TNG thì vẫn là một mẫu hình gốc tay cầu, nhưng mà phiên này nó không break out thành công một phiên như thế này. Đấy thì đang có quá trình tích lũy lại thì chúng ta theo dõi thôi, cũng chưa vội vào đâu. TDT cổ phiếu này cũng đang có cái hoạt động khá là ổn. Quan sát được cổ phiếu này đang ngay kháng cự vùng 11 này. Quan sát nếu có những cái nền tảng tích lũy ở đây thì chắc chắn thì chúng ta chặt chẽ đây chúng ta giải ngân. Mà thắt thì nó lại ngay kháng cự MA200 này. Đấy thì cũng khó mua. Đấy, gặp kháng cự thì thường cổ phiếu nó sẽ rơi lại. Ok thì đấy là Sơn cũng điểm qua một cái vài nhóm ngành cổ phiếu nhé, và một vài chú ý trong cái tuần sau cho anh chị chúng ta chú ý, có thể là chúng ta bổ sung thêm một cổ phiếu như là KBC, Sơn thấy cũng ổn nếu mà nó có những cái sự tích lũy tốt nhé. Nó duy trì được cái nền tảng nằm trên cái vùng 14.5 này thì chúng ta cũng có thể chúng ta chú ý này cổ phiếu này cho cái tuần sau nhé. Một vài cổ phiếu như Ngọc Thủy Sản đó là ANV chú ý này, COX chúng ta chú ý này, chú ý cho cái tuần sau cũng được. Đây là cái danh mục mà anh chị có thể theo dõi nha. Nhìn chung cái video này cũng khá là dài rồi thì Sơn cũng xin kết thúc ở đây. Thì nếu mà anh chị chưa có tham gia về cái room cơ sở 2 thì anh chị đăng ký tham gia ở đường link này nha, Sơn để đường link dưới video. Đấy, vào cái room mà Sơn hỗ trợ cho anh chị trong quá trình chúng ta đầu tư. Đấy, trong cơ sở 2 này hiện tại thì đấy, bên VPS Sơn thì có cái đấy, đang có những cái khuyến mại đó là miễn phí giao dịch cơ sở và phái sinh nếu mà chúng ta không dùng margin nha các anh chị. Còn hiện tại nếu mà lãi suất về margin thì đang có những cái ưu đãi mới, đó là sản phẩm mới ra, sản phẩm lãi suất margin chỉ có 6.8% thôi nha các anh chị, 6.8% trong một tháng đầu tiên và sau đó tăng tăng dần, là tháng thứ hai là 8%, tháng thứ ba là 9%, sau đó là sẽ là quay lại cái margin đó là ở mức 9,8% nha các chị, 9,8%, nên là lãi suất rất là ưu đãi cạnh tranh. Và kể cả chúng ta nếu có chúng ta không dùng margin hay dù có dùng margin thì anh chị cũng đều được hưởng những cái khuyến mãi rất là tốt và giúp cho anh chị tiết kiệm được rất là nhiều chi phí giao dịch, kể cả về phí giao dịch cũng như là về lãi suất nha, nếu chúng ta có dùng những cái đồng bảy. Nhưng anh chị thì anh chị cũng có thể đăng ký mở tài khoản VPS Sơn để mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mọi người để có quá trình chúng ta giao dịch tốt hơn. Anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này nha, và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo.